Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, bay bổng là một hiện tượng thần bí khi thân xác được lơ lửng mà không nhờ một lực vật lý nào giúp đỡ. Alban Butler cho chúng ta biết hiện tượng bay bổng cách này hay cách khác được ghi lại trong đời sống của trên 200 vị thánh và những người thánh thiện. Hiện tượng này được coi như là một dấu hiệu đặc ân của Thiên Chúa, biểu thị qua những cách thức vật lý rằng việc cầu nguyện là sự nâng tâm hồn và trí năng lên cùng Thiên Chúa. Ở chương 20 trong quyển Tự Thuật, Thánh nữ Teresa Thành Avila đã kể lại kinh nghiệm về hiện tượng này, về nỗi sợ của Ngài. Tôi thấy thân xác được nâng bổng lên khỏi đất và dẫu tinh thần nhẹ nhàng nâng cả thân xác lên và dẫu không chống cưỡng, tôi vẫn tỉnh táo. Ít ra, chính tôi vẫn tỉnh táo đủ để có thể nhận ra mình đang được nâng bổng lên. Khi thấy uy quyền của Đấng có thể thi thố hiện tượng này thì tóc trên đầu dựng đứng lên và một cảm giác sợ hãi kinh hoàng xâm chiếm lấy cả con người vì sợ xúc phạm đến Thiên Chúa cao cả như thế. Nhưng sự sợ hãi hay hòa lẫn trong tình mến tha thiết vừa bừng cháy lên đối với Đấng, như chúng ta thấy là người tha thiết yêu thương một con sâu ghê tởm đến nỗi dường như người không thỏa mãn bởi chỉ lôi kéo linh hồn đến với người mà thôi, nhưng cả thân xác nữa. Dầu đó là vật hay chết và nhơ bẩn bởi biết bao tội lỗi đã phạm. Thánh nữ kể rằng vào một dịp nọ, Ngài đã chống trả hiện tượng ấy bằng cách nằm xuống đất và nhờ chị em níu ghì xuống. Việc này xảy ra trong giờ giảng thuyết vào ngày lễ bổn mạng. Thánh nữ muốn tránh làm kinh động một số phụ nữ khác đang tham dự thánh lễ. Mặc dù những lần bay bổng dường như đến với một vị thánh thật nhẹ nhàng, nhưng Thánh nữ Teresa kể cho chúng ta biết rằng đôi khi dường như tôi được nhấc lên bằng một lực dưới chân tôi, mạnh mẽ đến độ tôi không biết lấy gì để so sánh, vì nó đến mãnh liệt hơn bất kỳ kinh nghiệm thiêng liêng nào khác. Nhiều vị thánh đã kinh nghiệm hiện tượng thần bí này trong những hoàn cảnh khác nhau. Dưới đây là một số trường hợp đã xảy ra với các thánh trước hoặc trong thánh lễ và cả khi cầu nguyện trước thánh thể. Chẳng hạn, trong lúc cử hành thánh lễ, Thánh Brasi Solano thường nhấc hẳn người lên khỏi mặt đất chừng vài bộ. Về việc bay bổng trên không của Thánh Anphonso de Liguori, linh mục Tanonia, người viết tiểu sử thánh nhân, đã mô tả một sự kiện cha đã được chứng kiến khi Thánh Anphonso đã gần 90 tuổi. Vào một buổi sáng tháng 10 năm 1784 tại Pagani, tôi dâng thánh lễ trong lúc Thánh Anphonso cầu nguyện trước thánh thể. Sau một lúc, tôi nghe tiếng chân Ngài soạt soạt nhẹ nhẹ. Vì biết có gì lạ thường đang xảy đến, tôi liếc ngang và thấy thánh nhân đã nhấc bổng trên chiếc ghế của Ngài. Mặc dù trước đó, người giúp Ngài khó khăn lắm mới đưa được Ngài vào nhà thờ và đặt ngồi trên chiếc ghế này. Sau thánh lễ, tôi đến ca đài để cảm ơn và tôi lại nhìn thấy sự kiện bay bổng trên không như trước, xảy ra rất lặng lẽ, như thể một chiếc lông nhẹ đang được chuyển dời. Kính thưa quý vị và anh chị em, Thánh nữ Angela Merici, Đấng sáng lập dòng Ursuline, một lần kia đang tham dự thánh lễ thì bỗng nhiên được ngất trí cách công khai. Thân thể thánh nữ được nhấc hẳn khỏi mặt đất trước mặt toàn thể cộng đoàn và ở trong vị thế ấy một thời gian khá lâu. Probus, người cùng thời, đã viết tiểu sử Thánh Aphray, giám mục thành Gáp, thường đến viếng nhà thờ nơi thánh nhân cầu nguyện thâu đêm trước nhà tạm. Probus kể người ta thường thấy thánh nhân ngây ngất trong sự siêu nhiên và được các thiên thần nâng bổng trong không khí. Vào những lúc ấy, cả nhà thờ đều rạng rỡ ánh sáng thiên đàng. Khi Thánh Peter Celestine đến Roma để xin châu phê hội dòng Ngài thành lập, các vị phụ tá của Đức Thánh Cha Vì nghe biết việc thánh nhân thường xuyên được bay bổng trong lúc cử hành thánh lễ, nên đã mời ngài dâng lễ cho Đức Thánh Cha. Thay vì dùng những lễ phục lộng lẫy, cha Peter chỉ xin được dùng bộ lễ phục ẩn sĩ đơn sơ của ngài. Khi vừa bắt đầu cử hành thánh lễ, ngài liền được nhấc bổng lên không và cứ như thế cho đến khi thánh lễ kết thúc. Sau khi nhìn thấy điều kỳ diệu ấy, Đức Thánh Cha liền châu phê cho hội dòng mới. Kính thưa quý vị và anh chị em, sau khi từ chức, Thánh Giáo Hoàng Celestine thứ 5 bị người kế nhiệm là Đức Boniface thứ 8 giam cầm với những lý do đã được kể lại trong tiểu sử của hai vị. Trong thời gian chịu giam cầm, ngài bị theo dõi rất kỹ. Một ngày kia, khi thánh nhân đang cử hành thánh lễ, những người canh giữ kinh hoàng khi thấy ngài được bao phủ giữa ánh sáng và được nhấc hẳn trên không. Thánh Brasi Bosada, một vị thánh đã được đề cập trong quyển sách khi bàn về đặc ân chảy nước mắt, cũng thường được bao phủ giữa ánh sáng trong những khi xuất thần và thường được nhấc bổng khỏi mặt đất nhờ những lực vô hình. Sau những lần được nhắc lên như thế, thánh nhân thường nói: "Tôi không thể nói tôi rời khỏi đất hoặc đất thụt xuống xa tôi." Một lần kia, đang lúc đọc lời truyền phép, thánh nhân xuất thần và cứ thế bay lơ lửng trong không khí cho đến khi hết thánh lễ. Sau đó, như đã nói ở trên, cả cộng đoàn kinh ngạc nhìn thấy ngài được bao phủ bằng ánh sáng kỳ diệu. Trong những lần ngất trí, Thánh John Joseph Thánh Giá thường được nhấc bổng một cách siêu thần và cứ lơ lửng trong không khí như thế cho đến khi cơn ngất trí chấm dứt. Khi đan viện của ngài được xây cất, thánh nhân thường phụ giúp khung quát gạch đá, vữa hồ, hoặc gỗ ván cho các thợ xây. Một lần kia, khi không thấy ngài, những người thợ đã tìm và thấy thánh nhân trong nhà nguyện đang ngây ngất chiêm niệm và được nhấc bổng trên không, cao đến độ đầu chạm đến trần nhà. Vị thánh có lẽ kinh nghiệm nhiều lần được nhấc bổng hơn bất kỳ ai khác là Thánh Joseph Cupertino, người đã chào đời trong một chuồng vật vào năm 1603. Khi còn trẻ, Joseph đi học việc với một người thợ sửa giày, nhưng cảm thấy bị thu hút trước lý tưởng dòng anh em hèn mọn. Joseph đã được nhập vào dòng với sự giúp đỡ của người chú cũng là tu sĩ trong dòng. Tuy nhiên, người chú linh mục nhận ra cháu mình không xứng với phẩm giá cao vời của thiên chức linh mục chỉ vì kém học hành và do đó không thể phụ giúp gì được. Vượt qua rất nhiều trở ngại, sau cùng Joseph cũng được nhận sống trong dòng và tỏ ra nhiều nhân đức. Mặc dù gặp rất gian nan trong việc học tập, trong cuộc khảo hạch trước khi thụ phong, Đức Giám mục đã hỏi Joseph về ý nghĩa của đoạn thánh kinh: "Phúc cho lòng đã cưu mang thầy." Thật là ý Chúa tiền định, đó chính là đoạn duy nhất mà thầy Joseph hiểu rõ và đã học đi học lại. Thánh nhân đã giải thích đoạn này rất tuyệt, nên Đức Giám mục tưởng tất cả những ứng sinh khác đều chuẩn bị tốt như thế và đã phong chức cho tất cả mà không khảo hạch thêm nữa. Được biết, Thánh Joseph Cupertino đã làm rất nhiều hành vi sám hối và đã ăn chay phần lớn thời gian trong năm. Thánh nhân hầu như được bay bổng trong thánh lễ mỗi ngày. Trong những lần ấy, chúng ta chỉ kể ở đây một số. Vào thứ năm tuần thánh, trong khi cùng với các tu sĩ khác cầu nguyện trước mặt nhật được đặt trên bàn thờ với nhiều đèn nến, thánh nhân bay bổng trên không và bay về phía mặt nhật có thánh thể mà không chạm đến đồ trang trí nào xung quanh. Thánh nhân cứ lơ lửng thờ lạy Chúa và chỉ trở lại chỗ cũ khi được bề trên gọi về. Trong lần đến viếng thăm thành Napoli, cha Joseph khi ấy đến cầu nguyện trong nhà thờ Thánh Gregory Armenia, tức là nhà nguyện của các nữ tu dòng Thánh Ligorio. Thánh nhân bỗng nhiên nhấc bổng người và bay về phía bàn thờ và lơ lửng tại đó một lúc, cong người trên những hoa nến, hai tay dang theo hình thánh giá. Các nữ tu hoảng hốt sợ thánh nhân bị bỏng lửa, nhưng Ngài đã trở về chỗ giữa nhà thờ an toàn và ca ngợi Đức Mẹ Đồng Trinh. Nhân một chuyến đi, khi viếng vào một nhà thờ nọ, vì đèn chầu không được thắp sáng, người đồng hành đã hỏi thánh nhân nghĩ thánh thể có được lưu giữ ở đó hay không. Lập tức, thánh nhân bay về phía nhà tạm, ôm lấy và thờ lạy thánh thể mà Ngài biết đang hiện diện ở đó. Vào đêm vọng Giáng sinh, Thánh Joseph mời một số mục đồng cùng đến mừng Chúa Giêsu hài đồng. Đang lúc nghỉ ngơi, Ngài bay bổng trên không từ giữa nhà thờ đến bàn thờ chính, cách xa chừng 40 bộ. Thánh nhân cứ ở đó chừng một khắc đồng hồ mà y phục không bị cháy bởi những ngọn nến. Người ta kể lại các mục đồng đã ngạc nhiên đến tột độ. Thánh Joseph lưu ngụ tại Naro một thời gian. Người ta thấy Ngài bay bổng trên cơn xuất thần tại nhà thờ Thánh Francis trước khi sự kinh hãi của những người hiện diện. Một lần khác, khi đang đọc kinh cầu Đức Bà, thánh nhân bay đến bàn thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm rồi bay trở về chỗ cũ của mình. Vào năm 1645, Ngài Đại Đô Đốc xứ Castile đang làm sứ thần Tây Ban Nha tại Tòa Thánh cùng với phu nhân ghé qua thành Assisi với ý muốn gặp cha Joseph. Đang lúc trong nhà thờ, thánh nhân nhìn lên tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm trên bàn thờ và bay bổng trên đầu những người hiện diện để đến dưới chân Đức Mẹ. Sau khi cầu nguyện ở đó một lúc, thánh nhân bay trở về phòng riêng của Ngài. Sự kiện này làm kinh ngạc Đại Đô Đốc, phu nhân cùng đoàn tùy tùng đông đúc. Trong hồ sơ tôn chân phúc cho cha Joseph Cupertino có ghi lại chừng 70 trường hợp bay bổng hoặc nhấc người lúc xuất thần. Vì thế, Ngài hoàn toàn xứng đáng làm quan thầy của những người di chuyển bằng đường hàng không. Kính thưa quý vị và anh chị em, nhiều vị thánh đã kinh nghiệm hiện tượng phi thường nhấc người khỏi mặt đất. Các vị thánh được đề cập ở đây chỉ là một số vị đã kinh nghiệm hiện tượng này trước thánh thể mà thôi. Quang Hải cảm ơn quý vị và anh chị em đã dành thời gian lắng nghe, và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành